thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến thời điểm này, Công an tỉnh Gia Lai đã bố trí trung bình 5,64 cán bộ công an chính quy trên xã thị trấn. Đặc biệt, 27 xã trọng điểm về an ninh trật tự của tỉnh đã được bố trí 8 cán bộ công an chính quy trên xã. Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ngay từ cơ sở, công an cấp xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp và bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hàng tháng thì lực lượng công an xã đều phối hợp với hệ thống chính quyền thôn làng, trong đó là có già làng, có thôn trưởng và có người uy tín để tuyên truyền liên quan đến thứ nhất là pháp luật, thứ hai nữa là luật an toàn giao thông đường bộ để nhằm phổ biến rộng rãi pháp luật đến cho người dân, để người dân thứ nhất là nắm rõ, nắm vững được pháp luật, tránh vi phạm. Thứ hai nữa là thông qua tuyên truyền thì lực lượng công an xã cũng trao đổi với hệ thống chính quyền thôn làng và người có uy tín là rà soát cái số thanh thiếu niên mà có thường xuyên có các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn giao thông, để có cái lịch và có cái kế hoạch để gọi hỏi răn đe theo hàng tuần, hàng tháng. Việc bố trí công an chính quy nhận nhiệm vụ tại địa bàn xã đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở cơ sở. Đặc biệt, công an cấp xã đã chủ động bám thôn làng, đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông đường bộ đến các tầng lớp nhân dân. Mình quan sát thì một cái tổng thể như vậy là nó không đảm bảo về cái vấn đề mà khi tham gia giao thông. Thứ nhất là mình đi là phải lắp gương em nhé, vì những cái dè để bận được thứ mình lắp linh kiện của nó phải đảm bảo. Thứ hai là tuyệt đối là không có thay đổi cái cấu màu sơn kiến trúc xe, bô này nhà sản xuất như nào thì mình phải để nguyên như vậy để tham gia giao thông như đảm bảo. Bản thân mình thì chưa có cái bằng giấy phép lái xe, thì trong thời gian tới thì bản thân em cố gắng làm sao này liên hệ cơ sở nào mà đảm bảo uy tín để mình học bằng lái xe tham gia giao thông cho nó đảm bảo. Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là tuần tra kiểm soát, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya chạy xe tốc độ cao, nẹt pô trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Chỉ tính trong năm 2023, công an cấp xã trên địa bàn tỉnh qua quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện xử phạt 4.371 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ với số tiền 1,41 tỷ đồng, nhắc nhở 3.390 trường hợp vi phạm, kịp thời giải tán 56 nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya có dấu hiệu gây mất trật tự công cộng. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo và giao cái trách nhiệm cho công an cấp xã phải thường xuyên là chủ động để tham mưu cho các vị chính quyền chỉ đạo về công tác đảm bảo trật tự giao thông, và cũng trên cơ sở đó thì giao cho công an cấp xã cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, và cũng giao quyền cho công an cấp xã trong cái thẩm quyền của mình để xử lý các cái vi phạm, để từ đó mới kiềm chế các cái vụ tai nạn giao thông trên địa bàn cấp xã. Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại cơ sở, lực lượng công an cấp xã sẽ tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, huy động các lực lượng cùng tham gia, từ đó chủ động giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, góp phần kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông ngay từ các thôn làng trên địa bàn tỉnh.